Chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cái món ăn này đó các bạn. Cái này là bánh mì các bạn ơi, mà ngày thường đó là mình mua về đó, nhiều khi mình mua 5 ổ mà mình ăn có 2-3 ổ ấy, còn dư lại cái mình cắt ra mình bỏ phơi nắng đó các bạn. Thành ra giờ sẵn nó nhiều quá thôi, mình đem mình hấp hấp cho nó mềm lại ăn với mỡ hành đó các bạn. Thì để ăn món này thì đúng ra thì có bì nó ngon nữa, nhưng mà giờ mình không có mua được bì các bạn ơi. Thì ở đây mình có khoảng 400g thịt nạc xay rồi ha. Thì nữa mình sẽ xào cái này kèm với hai cái củ sắn này, mình sẽ sắc nhỏ ra đó các bạn, hai củ sắn này sắc nhỏ ra để xào chung với cái thịt này, rồi mình sẽ ăn với rau sống này kia cuốn đó các bạn, làm mỡ hành rồi cũng ngon lắm. Thì giờ để mình ướp cái thịt này nha. Thì ở trong đây mình đã có bầm tỏi bỏ vào đây rồi, thì giờ mình cho vô ít bột ngọt. Cái này mình không có cần ướp mặn nha các bạn, tại vì mình chút nữa mình ăn với nước mắm chua ngọt đó. Giờ mình rắc vô ít tiêu, mình ăn với nước mắm chua ngọt á, mình ra không có cần ướp mặn. Rồi đây còn miếng dầu hào để mình cho nó vô luôn đi, sắp hết rồi, sáng đi cửa hàng cũng quên mua rồi. Rồi ta cho vào một ít nước tương. Rồi mình trộn đều lên, mình ướp thịt ha. Rồi chút nữa cái sắt cũng sắn ra, sắt cũng sắn ra xào, rồi xào chung với cái thịt này nè. Rồi cái mình làm mỡ hành, rồi cái mình chét lên trên cái bì, cái bánh mì mình hấp á. Bánh mì chút mà hấp. Rồi bây giờ mình ướp cái này, giờ mình để qua bên đi ha. Rồi bắt đầu mình sắc củ hành tây đi. Ăn cái món này có củ hành tây vô nó thơm. Sắc hạt lựu nhỏ nhỏ rồi các bạn ơi. Chắc nữa cũ được rồi. Nữa cũ được rồi. Rồi giờ cái này củ sắn đó, bây giờ mình đây mình có hai cái củ sắn đó, bắt đầu mình cũng sắc nhỏ nhỏ. Củ sắn này non nè, củ này non nè. Củ sắn hiện giờ cũng thuộc hàng hiếm á. Rau củ giờ đi kiếm không có ra. Này củ sắn mình sắc sợi chút mình xào. Xào cái củ sắn này nó dễ ăn lắm, bình thường á, thí dụ mình thí ví dụ như mình ăn chay ăn mặn gì cũng được trơn á. Bình thường mình xào xong rồi đó, mình xào dầu ăn đồ này kia xong cái mình cuốn cải xà lách, mình chấm nước tương, mình ăn chay vậy đó. Mình làm biến ăn cơm á, mình làm vậy mình ăn cũng no đó các bạn. Củ sắn này nó có chất dinh dưỡng nữa. Ôi trời, xém đứt tay luôn á chứ. Đứt tay là hết làm chuyện được luôn á. Củ sắn dễ sắc quá ha, sắc chút xíu là xong ngay thôi. À, ở dưới này mình có để nước nè các bạn. Rồi đây mình để bánh mì vô đây nè, để vô cái nồi cơm điện mình hấp. Nhiều quá lấy bớt ra để đậy nắp lại không được nữa. Hấp cái hơi nó lên cho nó mềm cái bánh mì ha. Rồi hết hồn. Cái này mình bỏ tỏi vô rồi đó các bạn, còn này giờ củ hành tây ha. Củ hành tây bỏ vô luôn đi ha. Rồi
cho nó thơm chút đi. Rồi còn này là mình là củ sắn nè, mình ở đây mình còn miếng dầu hào mình chế vô hết luôn rồi đó các bạn. Giờ mình bỏ vô mình xào ha. Này xào cái dạng giống như ăn bò bía này. Này không có bỏ muối các bạn ơi. Này mình ăn chút mình chấm nước mắm chua ngọt rồi đó. Cái này mình cũng xào mặn mặn chút vậy thôi. Cái này mà có củ cải đỏ vô nữa còn ngon đó, nhưng mà hồi sáng mình không có mua được củ cải đỏ. Để cho thêm tí tiêu vô nữa. Cái này xào chút xíu là được rồi. Này mình gửi chút nước vô hen. Rồi giờ mình đậy cái nắp này lại cho nó chút xíu là được rồi, là xúc ra hả các bạn ơi. Củ sắn dễ làm lắm. Củ sắn chín này thơm quá. Vậy để mình xúc ra dĩa ha, rồi cái mình rắc một chút ngò rí lên nữa là được rồi. Nãy mình xào củ sắn rồi, giờ mình tiếp theo mình xào thịt. Thịt này ướp nãy giờ cũng 25 phút hay nửa tiếng vừa đó. Mà nãy giờ mình ướp là mình để vô tủ ngăn mát, tủ lạnh đó, chứ mình không có để ngoài nha. Cho cái thịt của mình nó được tươi ngon đó. Giờ mình để vô đây chút tỏi. Hồi nãy củ hành tây mình có ướp vô đây hết nửa cái củ hành tây rồi, thành ra giờ không có để củ hành tây nữa. Bỏ lên mùi thơm rồi đó. Giờ mình bắt đầu mình cho thịt vào. Này không biết nãy cân 400 mấy gram thịt xay gì đó không biết nữa. Thơm quá. Trong cái thịt này mình có ướp dầu hào nè, rồi tiêu nè, rồi bột ngọt nè, với nước tương. Mình không ướp muối. Chút nữa mình ăn, mình cuốn với củ sắn với cải salad đâu đó, cái mình chấm nước mắm chua ngọt là được rồi. Cái này thịt mình xào chín rồi các bạn ơi, giờ nó đang nóng quá, nó đang lên hơi nóng quá nè. Giờ mình để cho nguội chút xíu rồi mình rắc thêm ngò rí lên. Còn ở đây mình làm mỡ hành. Cái mỡ hành thì mình phải cho chút tép mỡ vô vậy nè cho nó thơm ha, cho nó ngon ha. Cái thịt này cái nước nó ra ngọt lắm á. Cái nước này nè, chút nữa mình chan vào trong bánh mì mình ăn cũng được. Dở máy cào mình phải dần vô trong máy đó, nó không hay quá. Rồi tắt lửa đi, để chín lâu quá nó xèo thành hết trơn. Rồi này để chút mình phết lên trên bánh mì á. Rồi tắt lửa các bạn ơi. Để coi bánh mì chín chưa ha. Thôi lên hơi quá, để coi coi bánh mì chín chưa. Này bánh mì mềm hết rồi nè các bạn. Này mình hấp mặn này cũng được nè, mình khỏi cần lấy cái sửng gì cho nó mệt, mình lấy cái nồi cơm điện mình á. Mình hấp mà mềm hết trơn rồi. Rồi để mình chất bánh mì ra dĩa rồi hết mỡ hành lên rồi nha các bạn. Mình chia sẻ các bạn xem tiếp nha.
Giờ bánh mì nóng rồi, giờ mình lấy ra không à? Lấy ra để qua đây. Ồ. Đây là mấy cái món này nãy mình đã xào trước rồi đó. Này là củ sắn. Củ sắn xào ngon quá. Rồi đây là thịt xào ngon quá. Giờ cái bánh mì này là mình chỉ việc phớt cái. Đây ngoài ra mình cũng còn có bánh tráng nha các bạn. Bánh tráng để hơi mình cuộn, mình khỏi bóc tay mình vô trong cái cải nó dơ đó. Giờ mình phớt cái bánh mì mình lên đây là xong rồi đó. Là nhập tiệc được rồi đó. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Cái món bánh mì này bây giờ trở thành cũng đặc sản đó. Tại lò bánh mì nghỉ hết trơn rồi. Ở đâu mình còn mớ bánh mì rồi mấy bữa mình phơi nắng đó. Thì để ăn món này thì mình cũng còn có chén nước mắm này các bạn. Mắm chấm nước mắm chua ngọt ha. Đó. Rồi cải xà lách rau thơm. Rồi đây mình cũng có bánh tráng để cuộn bánh mì đó các bạn. Vậy là bữa ăn trưa hôm nay của gia đình mình đó các bạn ơi. Bữa nay không có ăn cơm các bạn ơi. Mình chỉ ăn bánh mì rồi cuộn với lại thịt với củ sắn với rau sống đồ vậy thôi các bạn à. Rồi, chia sẻ của mình đến đây là xin kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những lần sau.